Vậy thì bây giờ chúng ta phân biệt một số loại hội hội chợ một chút xíu. Cái tiếp theo là mình giới thiệu với bạn là hội chợ theo địa lý. Ok không ạ? Các bạn thấy là nó có những cái vùng địa lý. Ok không ạ? Hội chợ quốc tế. Khi nào cái hội chợ quốc tế là cái hội chợ lớn chuyên hút những khách hàng quốc tế. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái hội chợ quốc tế. Ví dụ như hàng năm các bạn thấy là hội chợ quốc tế ngành gỗ. Là nơi đây chuyên thu hút những khách hàng quốc tế. Những cái gian hàng tham gia đó ngoài của dân Việt Nam chúng ta thì có thể Thái Lan họ họ cũng có thể tham gia được, Indo họ cũng có thể tham gia được. Và cái khách hàng đến cái hội chợ này từ các cái người mua hàng lớn trên thế giới, từ Mỹ, từ Nhật Bản, từ Pháp họ về họ hội chợ đó. Vì cái nhà tổ chức hội chợ này họ là những người đẳng cấp quốc tế, họ tương tác được với các cái đầu mối lớn. Và mục tiêu của hội chợ này là chúng ta tìm kiếm cái hàng xuất khẩu, cái hàng quốc tế đó. Thì cái dạng hội chợ này người ta gọi là dạng hội chợ quốc tế. Các bạn phải biết định vị để mà nếu các bạn muốn tham gia hội chợ này, các bạn muốn xuất khẩu ra nước ngoài thì các bạn hãy đi trước những cái hội chợ này, đi là một người tham quan thôi để chúng ta học hỏi. Trong nước chúng ta cũng có, hoặc là hội chợ quốc tế ở nước ngoài. Hàng năm các bạn nghe hội chợ ở Thượng Hải, hội chợ ở Pháp, hội chợ ở Đức, họ tổ chức hàng tháng trời để gì à? Để thu hút những cái khách hàng quốc tế, những cái người mua lớn. Và các bạn cũng có thể là một người tham gia chính thức trong gian hàng đó, hoặc là các bạn mang tính chất học hỏi thì các bạn là đi là một người tham quan thôi, đi để chúng ta học hỏi trước khi doanh nghiệp chúng ta lớn lên và chúng ta tham gia vào quốc tế. Chợ thứ hai muốn gọi đến các bạn là hội chợ vùng. Ví dụ hàng năm các bạn nghe là hội chợ vùng đồng bằng sông Cửu Long, hội chợ vùng Đông Nam Bộ. Thường thường người ta là hội chợ vùng đó thì thường thường là ở Việt Nam cũng vậy thôi và ở nước ngoài cũng vậy. Vậy thôi thì họ có những cái tổ chức quản lý theo cái vùng đó. Ví dụ hội chợ đồng bằng sông Cửu Long diễn ra năm vừa rồi thì tất cả là 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cùng tham gia ở tại tỉnh Hậu Giang. Mỗi tỉnh là nó là một khu vực, và ở đồng bằng sông Cửu Long thì cứ 2 năm vậy là một tỉnh luân phiên tổ chức một lần và nó rất là lớn. Ok không ạ? Thì vừa rồi cũng một số doanh nghiệp ở Sài Gòn họ tham gia cái hội chợ vùng đó để quảng bá rộng rãi cả một cái vùng đó. Ví dụ như là khi mà các bạn mới ra khởi nghiệp, các bạn phát triển ở cái tỉnh mình rồi thì các bạn cần đi vào những cái tỉnh khác hoặc là những cái khu vực khác. Hoặc là hàng năm các bạn nghe là hội chợ ở Buôn Ma Thuột là Tây Nguyên, hội chợ Tây Nguyên thuộc vùng Tây Nguyên, hoặc là hội chợ miền Trung năm vừa rồi cũng tổ chức ở Đà Nẵng. Các bạn nhận ra hàng năm nó có những cái hội chợ đó là vùng. Mỗi doanh nghiệp sẽ chọn cho mình một cái hình thức tùy cái chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình mà chúng ta chọn cái hội chợ cho nó phù hợp. Và cái hội chợ địa phương, ví dụ như là các bạn thấy là mỗi tỉnh họ tổ chức, ví dụ là tỉnh Đồng Nai năm nào họ cũng có tổ chức một cái hội chợ. Tây Ninh cách đây mấy tháng cũng có tổ chức một cái hội chợ cho cái tỉnh đó rồi. Nếu mà các bạn muốn tham gia vào cái hội chợ thì các bạn canh ngày đó và các bạn lên tin. Và cái hội chợ địa phương này nó rất là tuyệt vời ở đó là khi mà bạn đến hội chợ đó thì các bạn thấy hầu như cái bộ mặt của của một cái tỉnh đó. Và hàng năm có những cái doanh nghiệp hàng năm họ cứ canh cái hội chợ địa phương này, họ tham gia để họ kết nối với những cái doanh nghiệp ở tại chính cái địa phương đó. Họ muốn mở hệ thống phân phối tại đó, họ muốn tìm cái nguồn hàng tại đó, họ muốn kết nối cái doanh nghiệp tại chính cái địa phương đó. Nên là vừa rồi mình giới thiệu với các bạn một cái loại hình hội chợ, đó là hội chợ thông qua địa lý gồm có 3 loại: quốc tế, hội chợ vùng và hội chợ địa phương. Cảm ơn các bạn rất nhiều.